Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1 tổng quan về tuổi tân hợi 1971 nam mạng năm 2022 nhâm dần. Nam mạng năm 1971 tuổi tân hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là khuyên dưỡng chi chư, tức lợn nuôi nhốt. Mệnh kim thoa xuyến kim nghĩa là vàng trang sức. Mệnh kim gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, bình thường. Địa chi, hợi gặp dần, lục hợp. Thiên can, tân gặp nhâm, bình thường sao chiếu mệnh sao kế đô hung tinh chủ về bệnh tật tai họa người âm phá dối dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn thương tật bất ngờ vận hạn hạn địa võng hạn gặp rắc rối thị phi tranh cãi bị hiểu lầm mang tiếng xấu vận niên cầu cuồng phong Thái Tuế năm 2022 Phạm Thái Tuế phá Thái Tuế tam tai năm 2022 không phạm Tam tai Tuổi Kim Lâu năm 2022, không phạm Kim Lâu, năm này bản mệnh có thể kết hôn cưới hỏi. Hạn Hoang Ốc năm 2022, không phạm Hoang Ốc, bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. 2. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Tân Hợi 1971 Nam Mạng. Sao kế đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình hung tinh kế đô chủ về bệnh tật tai họa người âm phá rối dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn thương tật bất ngờ nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản gia đạo bất an phát sinh tang sự phải xa xứ lông bông nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương bị nữ giới hại nữ giới cực kỳ sao kế đô khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui nhưng nếu mang bầu mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại giữ sẽ hóa lành bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Ba, vận hạn năm 2022 của tuổi Tân Hợi 1971 năm mạng. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc tối trời. Không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu đặc biệt lời ăn tiếng nói dày già dà đa đoan. Viết về sao địa võng và hạn này, có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than. Lời ăn, tiếng nói xanh đoan dày già. Dà. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn giàu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều giữ, làm theo điều lành, như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng như vậy với có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ tình ngay lý gian. Thậm chí, người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng cầu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc điều này báo hiệu một năm không may mắn nhiều đối với bản mệnh nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì. Ngoài ra trong năm này sức khỏe của bạn không được tốt cần hết sức lưu ý. về phương diện công việc sự nghiệp thì trong năm nay bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ hạn chế thay đổi. Trong năm gặp vận niên này bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Trong năm gặp vận niên cầu cuồng phong, bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã tranh chấp. Năm tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022 có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm sung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi tân hợi 1971 nam mạng phạm hạn thái tuế phá thái tuế. 6. Tuổi tân hợi 1971 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Tân Hợi theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, kỷ Tỵ, canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, nhâm Ngọ, quý Mùi, quý Tỵ, giáp Ngọ, ất Mùi, ất Tỵ, bính Ngọ, đinh Mùi, đinh Tỵ, mậu Ngọ, kỷ Mùi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Tân Hợi 1971 Nam Mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có bốn dạng đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bản sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi tân hợi 1971 nam mạng là 52 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà, kết hôn cưới hỏi. 8. Tuổi Tân Hợi 1971 Nam Mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư, Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi tân hợi 1971 nam mạng là 52 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.